có máu, tức là bệnh nhân có thể ho máu đó. Do gì? Do bệnh nhân ho càng nhiều quá. Cho nên ấy, nguyên nhân của ho ra máu có thể là gì? Có thể là viêm phế quản. Nói ho càng nhiều quá có thể tổn thương mạch phế quản, giống bệnh như là trong tiêu má vậy đó. Đây là một tiêu má chưa? Tiêu má bệnh nhân chị độ bệnh nhân ói nhiều quá có thể gì? Có thể ói ra máu. Gọi là gì? Gọi là chứng gì đó? Tiến triển thường là tự làm.
Siêu quy thì thường là trong vòng 10 ngày. Nếu nhiễm trùng điều trị thì có thể ho sẽ giảm dần và hết ho trong vòng vài tuần, 2-3 tuần. Nếu người ta đo chức năng mắt thì người ta thấy chức năng mắt trong giai đoạn viêm thì có thể thay đổi và sau đó phục hồi ngay trong vòng 1 tháng. Nó sẽ có những cái dạng tiến triển sau đó là gì? Có thể bệnh nhân ho kéo dài nhiều tháng sau đó. Bây giờ cái tổn thương cái niêm mạc nó chưa phục hồi được á, rồi ho xuất hiện khi thích, tức là khi thời tiết lạnh á hoặc cát tức mà cho là xuất hiện ho, cái này không có điều trị. Cái chế là do tổn thương cái lớp dưới niêm mạc cái quản nó chưa phục hồi được, cho nên sau khi cái quản á em thấy cái người bệnh nó vẫn mất tại phòng ho kéo dài sang dây dẳng sau đó 1-2 tháng, đó là bình thường. Viêm phế quản kéo dài thường các yếu tố thúc đẩy là gì? Bệnh nhân sống trong môi trường ô nhiễm nè, bệnh nhân có thuốc lá, bệnh nhân có u trong động phế quản, u nội phế quản, u phổi chèn ép, tức là có một cơ chế chèn ép nó là gây ứ đạo đàm phía sau cái chèn ép đó. Có dị vật mà không đủ gây ra triệu chứng để mình phát hiện thì mình đọc ra mình lấy liền. Ví dụ cái dị vật nhỏ nằm phế quản nó chỉ nằm trên cái thành thôi mà nó không làm cho khó thở thì lúc đó người ta sẽ không có đơn, không có thang gì gì đó, nó không có nhớ hoàn cảnh nào để gây ra cái dị vật đó nữa. Cho đến khi cái dị vật đó nó nằm ở trên thành cái quản á rồi nhiều ngày nhiều tháng, cái dịch tiết đó nó sẽ gì, nó sẽ phủ lên, nó giống cơ chế kiểu như là tạo mọc ra vậy đó, biết không? Nó phủ lên đến lúc mà cái dị vật nó thành cái nhân, đúng không? Và xung quanh là đàm chi tiết nó đặt lại, nó bị nó lớn quá rồi đó, nó gây gì? Nó gây cái tắc, bệnh nhân khó thở, nó mở to gắt ra. Còn trước đó là bệnh nhân sẽ bị gì? Tình trạng ho dai dẳng gì? Và đây là cơ địa thuận lợi cho các bạn, tại vì nó đứng đầu mà tắc hẹn. Rồi bệnh nhân có giãn khí quản trước đó, nhưng trường hợp mà sau khi khí quản mà nó vẫn còn ho kéo dài. Và các yếu tố lân cận là bệnh nhân có nhiễm trùng tai mũi họng, nhiễm trùng tai mũi họng thì cái dịch viêm từ nguồn tai mũi họng nó dễ gì chảy tới nguồn nội họng của bệnh nhân, thích sặc vô hơi đường hấp, và bệnh nhân có suy tim, bệnh nhân có bệnh lý dò quản khí quản này là đặc biệt quá là hiếm gặp. Nên những bệnh nhân hen suy giảm miễn dịch cũng là yếu tố thuận lợi để tình trạng khí quản kéo dài. Biến chứng biến chứng viêm phế quản thì nó sẽ dẫn đến viêm phổi, cái tín hiệu tự nhiên của nó là nặng thêm bệnh phổi mạng tính, thì nó gọi là gì? Bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính á, khi có viêm phổi cấp phúc xảy thì bệnh nhân sẽ gì? Khó thở nhiều hơn, đúng không? Thì ta gọi là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Bệnh nhân có suy tim trước đó thì tình trạng nhiễm trùng mắt nó sẽ làm nặng lên tình trạng suy tim, dễ dẫn đến suy tim mất bù. Cận lâm sàng thường không cần thiết, mình chỉ thì mình chỉ làm khi mình nghĩ có nhiễm trùng, nhưng mà đa phần á là bây giờ cái môi trường của mình nó dễ bội nhiễm lắm chưa, cho nên á mình nên gì, mình nên làm cái công thức máu khi mình nên có sốt có ho đàm thì nhất là thế nào được mình coi là cầu có tăng không, nên vô có tăng không để phân biệt đây là gì, nhiễm siêu vi hay là nhiễm trùng là dùng kháng sinh, đúng không? Và những đối tượng như trẻ con, người già, những người bị đặc biệt hồi nãy mình kể đó thì nên chụp một cái gì, chụp cái quang để lại từ gì, là từ viêm phổi, chưa? Kháng sinh thì không cần thiết, chỉ dùng khi có bội nhiễm hay có nguy cơ. Ngoài ra các cái biện pháp khác là cho thuốc lá, các yếu tố kích thích có thể dùng một siêu huyết khi triệu chứng kéo dài nhiều tuần và có triệu chứng co các cái quản như thế này thì có thể sử dụng một siêu huyết. Rồi hết bài, rồi qua bài này nhớ gì không?
phổi, do việc đó nó quá cái khói cái khí nóng rồi mắt nó hồng ha, là viêm phổi nó sụt sạt đó, nó dẫn đến viêm phổi nó nhanh chóng, chứ không phải chỉ viêm phế quản không đâu. Rồi đối với nhiễm trùng á thì là có gì, có hai nguyên nhân là siêu vi và vi trùng. Siêu vi thì mấy loại, ba giai đoạn đúng không, có giai đoạn thường 2-3 ngày chưa, và được khỏi trong vòng 7-10 ngày. Đầu tiên là những chứng bệnh số chúng tập hơn hai khởi phát đó số giúp kiềm cơ giúp khớp quẩy quải mệt mỏi và nhân thân mình vô đó thì chính ha, ngứa mắt ngứa mũi ngứa họng gì đó. Rồi sau đó là cái giai đoạn ho khan là viêm họng đó, bệnh sẽ đau họng ho khan nhưng mà không sốt, sốt cũng 4-5 ngày mới hết sốt. Rồi bệnh nhân trong giai đoạn mà tới giai đoạn bắt đầu có đàm á thì bệnh nhân có thể có gì, đàm trong tới giờ có đàm được nhưng nó sốt, nhưng mà khi có đàm á thì từ bắt đầu bệnh nhân sẽ có thể có biểu hiện triệu chứng giống như khen, bắt đầu bệnh nhân có thể nay là còn kè đàm không đạt ra được, nghe mỏi có thể nghe thấy hay đít đúng không. Rồi thường cái môi trường mà đau lành á ở mỏ lòng trong đầu nữa thì chắc trên đó cũng không nghĩ đâu đúng không, hoặc em không đi ra khỏi nhà mà cũng không ở trong nhà đóng cửa lại ha, thì phải vừa ngày hết là khỏi uống không uống gì trơn, cũng nặng khó thôi nếu có khó cao mà em bước ra đường rồi đó thì chắc chắn là gì 90% bệnh nhân của mình sẽ bồi nhiễm là bắt đầu từ đàm trong nó làm liền đàm đột chưa, làm đột rồi phải mình phải làm gì, mình phải làm xét nghiệm, mình phải làm các máu coi có nhiễm trùng không, chụp X quang để loại trừ viêm phổi để có kháng sinh đúng không, đó là tiến triển sang là viêm phế quản hay viêm trùng. Còn nhãn thứ hai là gì, viêm phế quản hay viêm trùng ngay từ đầu là bệnh nhân sốt cao lạnh khô 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 lưỡi dơ để cái mặt nhiễm trùng đó ha. Rồi bệnh nhân bắt đầu ho khan trước đó, từ 1 ngày 2 ngày thôi, sau đó ho đàm đủ thì và bệnh nhân vẫn có những triệu chứng giống mặt như siêu vi nãy, là có thể là khò khè, tức ngực, khó thở, nghe răng cái đít. Nhiễm trùng chắc chắn phải làm gì, mình dùng kháng sinh rồi chắc không nói được thời gian lâu á, dùng kháng sinh mà hiệu quả thì sẽ khỏi trong vòng 5 ngày 7 ngày, còn nếu dùng kháng sinh mà không hiệu quả thì sao, thì dẫn đến gì, nên viêm phổi tiến triển. Siêu vi thì tự làm trong vòng 10 ngày ha, viêm trùng thì nếu mà không tốt thì cũng phải khoảng 5-7 ngày rồi mới sẽ khỏi, còn nếu không thì sao, chỉ tính đến viêm phổi. Còn có những trường hợp khác là gì, không phải dùng thuốc gì nữa hết, không nhiễm trùng nữa, nhưng mà do tổn thương đó với niêm mạc cho nên bệnh nhân sẽ có gì, triệu chứng là gì, nó sẽ không kéo dài, có thể có cặp đàm đàm phía trong đó thì kéo dài ha. Và nhất là những cơ địa gì thì đặc biệt là để đó có buông lá nè, có sen nè, có bệnh phổi mạng nè, có giãn phế quản nè, có gì có u nè, nhưng mà u rồi thường đã phát hiện ra sớm rồi, có dị vật nè, đó những nó phân biệt hen viêm phổi hay có bị chín không. Rồi điều trị thường là nâng đỡ thể trạng là chính, hạ sốt, dinh dưỡng, uống nước nhiều vô. Giờ nếu mà nhiễm trùng và cứ nhiễm trùng rõ là dùng kháng sinh. Cọc tiêu huyết thì nó không có vai trò, thì trường hợp là gì? Ở trẻ con á, trẻ con nó có cái viêm cái thể là viêm tiểu quản á, ha nó còn kè quá thì có thể sử dụng cọc tiêu huyết. Mà người ta khuyên là nên dùng cái dùng, chứ không có đường toàn thân nó dễ dẫn đến nhiễm trùng lắm. Nó làm nhiễm trùng nặng lên á. Đó. Ờ, thất bại sự như vậy đó. Còn em.